Xin chào tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay là mình đang có mặt ở khách sạn của mình đang ở thuê là khách sạn Sweet Bell Resort ở Bali nè các bạn. Thì sáng hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi một vòng của khách sạn mình đang ở nó như thế nào. Đó. Thì khách sạn này thì mình book giá cũng rất là mềm, chỉ khoảng 40 đô la cho một đêm. Thì khoảng là 800 mấy chục ngàn đó các bạn. Thì khách sạn mấy sao thì mình không biết, chắc khoảng 3 sao á, thấy mới xây rất là đẹp. Còn trong cái khuôn viên của cái mà khách sạn resort này đó rất là rộng. Từ nếu mà tính là từ ngoài đầu đường của mình, từ ngoài đầu mà đường lớn mà mình đi vào tới đây á là khoảng là 5 đến 6 cây số. Các bạn có thể thấy là rất rộng, sạch sẽ, thoáng và đẹp. Đó, rất sạch. Thì tối hôm qua là cũng tính quay cho các bạn nhưng mà về khách sạn là tới 11 giờ đêm rồi. Thì trễ quá. Nên là mà mới sáng nay cũng dậy sớm, tranh thủ 6 rưỡi. Hiện tại đây là về 6 rưỡi sáng mà trời cũng là âm u. Để quay review một vòng cho các bạn thấy trong cái khách sạn này nó như thế nào, rồi phòng mình ở nó như thế nào. Thì mời các bạn theo mình đi một vòng ở khách sạn Sweet Bell Resort gì đó, với khách tu nha các bạn nha. Đó, thì từ ngoài bước vào khách sạn, sảnh khách sạn thì mình thấy có hai cái cột này, là mình không biết là chắc là thờ cái tín ngưỡng của người Indonesia đó các bạn. Đây là bước vào cái sảnh nè. Ở phía trước có nước rất là đẹp. Ở đây là reception đó các bạn. Đây, bước vào đây là có một cái sảnh để cho mọi người có thể hút thuốc. Đặc biệt là không có thể hút thuốc trên phòng đó các bạn. Đó. Sảnh ngồi chờ để hút thuốc. Tiến ra khu vực này là để cho mọi người có thể nằm hưởng thụ. Đây, nằm đây hút thuốc ở đây cũng được, cũng không như là buổi tối thì ngắm cảnh đêm, hoặc là buổi trưa thì có thể là tắm nắng. Đó, bên kia là quầy bar. Thấy không? Quầy bar này. Bên kia là nhà hàng. Ở đây mình có sẵn một buffet nha các bạn. Đó. Còn ở dưới đây á là bơi nè. Chiều nay sáng mai đi một vòng sẽ có người lái xe, người ta sẽ đưa mình đi một vòng Bali chơi một ngày. Thì chiều về thì sớm là mình sẽ cho Vincent con mình xuống đây tắm. Đó, giờ có hai hồ bơi là các bạn. Ba hồ bơi luôn. Bơi. Đó. Đằng xa kia là sân golf. Đó các bạn thấy không? Sân golf nè. Vòng ở bên đây là sân golf nè. Ồ, đây là phòng nè. Phòng phía trên nè. Đó, phòng rất là nhiều phòng. Khách sạn mới mà rất là đẹp các bạn. Mình cũng thấy là rất là may mắn khi mình book được cái phòng ở đây thì cái giá nó rất là hợp lý. Chỉ hơn 40 đô la một chút xíu, là nó khoảng 860.000 Việt Nam mình để ở 2 đêm ở đây. Thì giá như vậy ở đây thiên đường du lịch mà như vậy thì mình cảm thấy là rất là hợp lý và rất là đáng cái đồng tiền mình bỏ ra, vì nó có hồ bơi, có luôn buffet sáng. Đó,
sẽ du khách nó xuống này. Đây là có bức tranh rất là đẹp ha. Bởi ba thì các bạn có thể là uống rượu, để nghỉ ngồi thư giãn thì các bạn có thể là đi xuống đây ngồi. Còn phía dưới là có những cái ghế này cho các bạn tắm nắng nè, vừa bơi xong rồi các bạn tắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng xuống hồ bơi nha, xuống hồ bơi cho các bạn coi nha. Đây nè, đây là đường xuống hồ bơi nè các bạn. Đó. Rất là đẹp, rất là sạch sẽ, rất là hài hòa. Đó. Đây là hồ bơi nhỏ dành cho thiếu nhi nè. Ở đây nó để là 1m25 nè. Đó, dành cho người con bé. Rồi tiến ra đây. Có một con thiên nga đang bị mắc bẫy. Đó. Đây là một cái hồ bơi sâu không? Cũng vậy à. Cũng 1m25. Có thể là vừa cho người lớn cũng vừa cho những em nhỏ tắm. Đó. Các bạn có thấy không? Thực sự là cái giá ở đây là mình thấy là rẻ đó, vì các bạn biết là theo như mình biết đó, thì như các bạn đã đợi có thể đi ra tới Đà Nẵng, đi ra tới Vũng Tàu, Phan Thiết, Mũi Né gì đó, mà các bạn đặt một cái phòng như vậy mà có hồ bơi, có ăn sáng, có mà sạch sẽ mới như vậy thì nó rất là hợp lý đó. Thì bây giờ mình có thể là ngồi đây. Đó, bây giờ các bạn thấy không? Ngồi đây y như ngồi trong cái lều vậy. Rồi mình có con cái hay gì đó hả, cho nó chơi, nó tắm, mình coi nó tắm. Rồi có mình có thể mình lấy chai bia mình ngồi để mình hưởng thụ cái cục đi chơi của mình, cái cục đi du lịch của mình thì nó rất là hay. Đó. Cái thật sự là mình rất thích cái khách sạn này, từ cái cách phục vụ cho tới cái cách là với cái không khí, không gian. Đó, thì các bạn nếu mà coi xong được cái video của mình mà có dịp mà muốn đi Bali á, thì các bạn có thể là lên search cái địa chỉ này ở trang booking.com hoặc là trang agoda.com thì nó sẽ hiện ra cái giá. Thì cái giá cả là mình thấy là nó lên xuống từng ngày. Đó, nó không có cố định ở một cái mức giá. Như mình khi mà mình book cái ngày mình book là ngày ngày trước đi, ví dụ ngày hôm nay mình book. Nhưng ngày book xong rồi ngày mai là mình thấy là cái giá phòng nó giảm xuống. Đó, rồi cái ngày sau nó mình coi lại thì cái giá phòng nó lại nhích lên, nó lại tăng lên 1 triệu mấy. Nó không có mình thấy là nó không có dạng như là cố định cái mức giá. Đó, thì có thể là có lúc bạn bút rẻ, có lúc bạn bút cao. Rồi bây giờ là mình sẽ đi lên phòng. Rồi sẽ quay cái phòng của mình. Phòng deluxe 2 giường. Coi cái phòng nó như thế nào để cho các bạn coi nha. Đây các bạn, thì bây giờ mình lên tới cái khu vực phòng của mình nè. Ở đây mình ở lầu 2 nha.
trước kia luôn, một dãy như vậy. Đó. Nó bê, này hai mình phải xài. Ok, bây giờ vô phòng thử nha. Tang 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 tang. Đây, các bạn mới bước vào đây thì mình sẽ gặp được cái là toilet. Này, toilet thì nó có luôn sẵn trước là vàng nước nóng lạnh luôn, mở lên vỡ qua là muốn nóng là mở qua nóng, muốn lạnh là mở qua lạnh. Đây là rửa mặt rửa tay. Đây toilet bồn cầu là bubu. Đây cửa nè các bạn, bằng gỗ luôn ha. Mở ra thì kết hợp luôn, cái cửa này nó kết hợp luôn với lại là một cái tủ. Đó. Có sẵn một cái két sắt nè, ai có vật dụng tư trang gì mà đáng giá quý giá làm bỏ vô đây nè. Dưới đây là đồ để mình đợi đồ dơ nè. Đó. Rồi vào đây thì các bạn thấy là cái kệ để giày dép, cũng có cái kiến, bàn, tivi, đó, đèn rất là đẹp. Đây vợ mình, anh hai. Good morning. Anh hai đang ngủ say sưa. Ừ, quá nói vậy thôi. Anh hai có chuyến đi dài quá cho anh hai dậy đâu có nổi. Ủa, đâu ta. Đó là anh hai dậy cũng không nổi hết. Một cái ghế để các bạn có thể nằm coi ra ngoài đây ban công. Ở đây có có ban công nè, thấy chưa? Bình nước đun nước nóng nó cũng có cái gì đó. Đây phòng 2 giường. Mình có một cái không thích nhẹ thôi. Là mà cũng là do mình không để ý. Là khi mình book phòng á, mình không có để ý là cái phòng nó, cái giường nó như thế nào á. Thì nhận phòng thì cái giường nó quá nhỏ. Mà nếu mà một người nằm thì ok, nhưng mà có thêm anh hai nữa là không đủ. Đó, nên là cũng vừa thôi nhưng hơi chật. Đó, nên là các bạn cứ lưu ý là mong mốt mà các bạn mà đi gia đình thì các bạn nên đặt phòng một giường mà lớn để cho có thể con nằm. Và các bạn nào mà đi ở với bạn bè thì có đặt như vậy là ok, hợp lý nè. Đó, còn ở đây cũng có sẵn cho mình là nước nè các bạn. Bình đúng có nước lạnh. Có sẵn cà phê, trà. Đây là cà phê. Đó, để cho các bạn có thể tự uống buổi sáng. Đó. Một vòng cái phòng như vậy. Thì các bạn thấy cũng rất là sạch sẽ, đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Đó. Rồi thì cái video này tới đây là mình cũng kết thúc nó ngay chỗ này. Cho nó đơn giản mà các bạn dễ hình dung ra. Thì mình sẽ một lát nữa khi mà thay đồ xong mình sẽ đi xuống ăn sáng buffet. Thì lát mình đi buffet mình sẽ quay phim cho các bạn coi là buffet ở đây có cái món gì. Thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip thứ hai nha.